À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Tô Tấn qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để tàn phá thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã nói chung là tiếp tục hai cánh quân của mình đã gần gần áp sát nhau rồi, và mình có một cái điều thấy quá thú vị là cái thằng này nó lại chiến tranh với mình, trong khi là Phanh thì vẫn đang cố thủ đây tốt rồi. Thằng Phanh thì cố lên. Có thể mình bắt thằng Phanh làm chư hầu được để tiến quân lên, chứ còn mình tiến thẳng lên bây giờ khó quá. Chiến tranh với cả thế giới thì mệt thật. Thằng Phanh thì nó không ưa mình lắm. Đấy, vấn đề là không biết được, nhưng mà có lẽ mình chơi mấy thằng La Mã đi. Ai già, tập trước thì mình cắm quân ở đây rồi, bây giờ là ai à, lên giáp rồi. Come sit, share my fire. Thanh này đâu? Vậy thanh này cho anh. Laying siege to their hovels. Thirsty for battle. Quái. Nó chạy à? Đấy, bây giờ mới là vấn đề đây. Cái làng này thì rất đơn giản thôi. Có lẽ đánh tay vì có tướng này, tướng khá nhiều sao rồi. Đấy này cho chắc ăn. Giờ này không phải lúc để thể hiện mình giỏi hay là hay, mà đánh theo kiểu chất. Sơ sẩy một tí là nó kéo 3-4 quân đoàn lên, nó phơi cho thì cũng lại chết ngay. Trời mưa. Nó sẽ đổ bộ từ đường biển vào, cho nó đổ bộ. Cho nó đổ bộ. Cứ dàn quân ở đây. Úi dồi ôi, tha hồ luôn. Chính ra cái bọn speed đấy máu nó thấp tí nhưng mà đam to. Cái bọn kiếm của mình giá thì nó có cái đội hình giống như Testudo thì tốt nhỉ. Chỉ cần thêm có cái đội hình đấy thôi thì nó bộ hổ báo cực kỳ luôn, bởi vì máu quá trâu rồi. Reinforcing troops, and not a moment too soon. Of course, warriors ready. Of course, the enemy has been sighted. You.
Nó đang đổ bộ vào. Úi giời ơi. Chạy đi đâu? Ngon rồi, vào đây. À, nó lã bộ binh mình kìa. Thằng thủ nó đông ghê nhỉ. Ai chả. Tháp canh à. Tháp canh. Rồi đó, xử lý hết cái đám tầm xa nó đã. Bộ binh của mình chưa đánh nhau thế nào luôn. Ra đây. Rồi.
kết thúc. Không biết là mình lên cái đội God be praised. How can I help? Gods be praised. Excitement. Hồi quân ạ. Cứ bình tĩnh đi. Hồi quân ạ. Chả có gì phải vội. Nó thích thì nó cứ việc kéo quân lên. Sword of my people. Xem cái thanh niên này như nào. The shadows are friends. I have things to attend to. Đang mua quân này. Có một hạm đội này. For the gods. Đang làm gì đây? Vua xe bắn đá à? Mày. Ổn ổn ổn. For the gods. Xây dựng thêm cái công trình này. Không phải. Công trình này. Vừa tăng grow vừa tăng lương thực. Quân đồn trú để chết hết rồi. Ấy, Phanh vẫn đứng ở đây để trụ vững ở trên này. Thằng Phanh là lá chắn cuối cùng trên này. Đấu bọn La Mã nhỉ? Mình sẽ bắt mấy thằng La Mã để mà tuyển được đội hình lính Lê Dương và La Mã là có đội hình Testudo đấy chứ. Bởi thực ra mình cũng thích chơi lính đề ba của La Mã thôi mà. Mày chết, định làm loạn à? À nó chạy. Nó quyết định chạy. Thực ra bây giờ mình tiến lên phương Bắc thì cũng không có nhiều cái vất vả lắm đâu mà. Bởi vì là thằng Phanh hòa bình mình rồi đúng không? Bây giờ... Khuy sời. Né, tốt quá. Hình như nó ám sát được một thằng hero của mình. Hết lương thực à? Hết lương thực rồi. Thời tiết thì lại xấu như này. Thủ đô của nó luôn à? Ready for battle. Thirsty for battle. Quar be praised. How can I help? For the tribe! Gods be praised! Excitement! You have more orders! Let me take it down. Come, sit, share my fire. Tengri guides my steps. Is that all? What? Call that a weapon? Thirsty for battle! Ready for action! Sword of my people!
Hết lương thực. Hết lương thực. Mà lưng cái này lên thì là chết nhỉ. Hết dở. Muốn lưng mà lại không lưng được. I am the knife in the dark. A word here and not there. Success, of course. Yes. Thiếu nhiều tiền quá nhỉ. Thằng phanh. Phanh thủ trên này à? What do you want? Oh, nó rank cao lắm, chắc không ăn được. Ủa được. Thế ngọt được cũng giỏi. Yes. To work then. There is more I could do. My work is done for now. The shadows take them. I hope to be better. Nó chạy ở đây. Dưới này nó vẫn còn nhiều quân lắm. What do you want? Mạnh và ám sát đấy. Tăng mạnh và ám sát đấy. Ready for battle. Chết dở, hết lương thực nữa đâu. Be praised. How can I help? Gods, give me words. Truyền đạo phát mà làm loãng cái vùng này lên. Kinh. Chuyện này khó ăn lắm. Fall back. Finding shelter. Retreat. Making camp. Kinh nhỉ, nó vẫn dám đuổi đánh hai quân đoàn của mình đấy. Phải dứt diệt dứt điểm cho này mới được. Nó để nó làm loạn quá. Mình bị hết mất lương thực. Thời tiết xấu chứ. Đánh được nó quả này xong thì mình lại tốn khá nhiều quân nữa. À, La Mã cử quân sang đánh à? À, trận này được. Vui rồi. Đấy đấy, đánh này, đánh này. Được. Trận này đánh xong phát là dẹp khá nhiều quân nó đấy. Ôi mà nó đông thôi thế. Mình có 2. Lính La Mã thì nó chất. Vua của nó đây. Huyền thì không nói kể, nó có 2 quân đoàn rồi. Đấu 22 thôi mà, cùng gọi là đấu 22 thôi. Chưa đây. Trận này thắng hay thua thì cũng không sợ lắm, bởi vì sau trận này chúng nó sẽ tan nát thì mình sẽ có cơ hội sống sót được.
Rồi. May là quân tiếp viện mình là kỵ binh thì mình có thể vào nhanh được. Thằng kia nó ở đâu ấy? Ôi giời ơi. Friendly banners. Our reinforcements arrive. The enemy is attacking our ally. Phần con. Phần con. Ok. Mấy ông La Mã tiếp viện ở chỗ quái nào đấy? À đây à? Anh em ra hướng này. Diệt bọn tiếp viện bên này trước này. Bọn trong thành không cần. Bọn trong thành làm gì? Bọn tiếp viện này này. Our allies general is struck down. Đây, hợp nhất với quân của La Mã thì tốt nhất, bởi vì là chúng nó có bộ binh hạng nặng. Mình thì có kỵ binh hạng nặng. Hai cậu báo thì trèo lên đồi cho anh. Đây rồi. Đánh cùng với La Mã thì đúng là tuyệt vời rồi. Cứ để bọn La Mã nó áp sát phát đã. Hai bọn áp sát nhau rồi. Binh của mình sẽ có nhiệm vụ đi yểm trợ. Đánh bọn này đi. Nó chạy ra đây này. Khử tới nó luôn này. Khử tới nó trong một nốt nhạc luôn. Rồi. Nó đã ra hội quân với bọn ở ngoài kia. Mình sẽ không đứng làm quân tiên phong đâu. Chỉ yểm trợ thôi. Tướng địch đã chết. Đúng rồi. The general has been killed. Excellent.
mấy con dạo này từ từ đứng đây đi. Bảo vệ lính La Mã. Úi dồi ôi, chiến thuật này thì đúng là kiểu trên chiến dịch Tây La Mã rồi. À, thắp canh nó bắn được kìa, chiến dịch ở đây mà. Được. Kìa, cận chiến nó tiến lên rồi kìa, ra đây bảo vệ. Mấy con ngựa này vào đây để chiếm mấy cái điểm này à? Ngu học, vãi trưởng. Sao đội cung tên nó ra đội ngựa này có mình lấp trên này đi. Để phòng bảo vệ cho bọn La Mã. Nó đánh ra rút, nó đánh ra rút. Nó thích sông vào. Tháp canh bị phá hủy à? Bọn này nó rút quân hết vào đây à? Em răng chạy lung tung quá. Ba thanh rơi bắn đá rồi. Đấy rồi, xử mấy thằng cung tên đi. Đụng hết chúng nó vào thành. Chiếm một tháp canh rồi, mình vào đây đã. Chúng nó đông quân lắm. Để từ từ. Chiến nắp cảnh nữa. Nó dồn vào như này thì lính tầm xa của nó sẽ đi đằng sau. Mình sẽ từ từ. Rồi. Quả hẳn đây.
cành khó nhỉ. Chết nhiều ngựa mình thế. Phá tháp canh mà. Their tower has been destroyed. This bodes well. Nó không chịu vào. À, lại ra đây để tấn công đội ngựa này của mình. Vãi. See the flames. Their city is ablaze. Ra đây, ngon ra đây. Thằng La Mã nó thủ trong nhà rồi, tốt. Pháo rồi. Chưa tới rồi. Chuyển chậm thế. Nó cho mấy thằng tầm xa ra đây này. Quẩy luôn anh em. Cứ tách ra thằng nào là mình diệt thằng đấy. Xe bắn tên. Rút về đây, rút về đây. Kỵ binh nó đang đuổi. Kỵ binh nó đang đuổi. À, ngon. Đúng rồi, ngã vào đây, ngã vào đây. Our troops are being ambushed. Có mai phục à? Lửa nhá. Bắn đạn lửa cho anh. Cái nhỉ, bọn tầm xa nó bắn. Ra đây, khử mấy con tầm xa nó. Úi dồi ôi. Đúng rồi, mày cứ lánh quanh ở đây đi. Cái binh của nó không ăn được đâu. Nó bộ binh của La Mã yểm trợ bảo vệ rồi. Quá khó cho đội bạn. Quá khó cho đội bạn. Dã vào bọn bộ binh hạng nặng của nó này. Ngựa của mày dẹo rồi. Ngựa của nó dẹo rồi. Ngựa của nó dẹo. Dẹo dẹo. Rồi. Cháy khét lẹt nhà nó luôn. Đội ngựa nó đang xông vào kìa. Nó có đội ngựa đang xông vào kìa. Úi xời.
bắn. Mấy con ngựa nó liều thế nhỉ? Ái giả ơi. Sao mấy khẩu xe bắn đá này bắn đâu ấy? Bắn vào đây nào. Xong nó con ngựa rồi. Ở đây. Dừng bắn tên cho anh. Xử lý mấy thằng không tên ở đó. Đang định lên đây à? One of our units can no longer fire. Di chuyển lên đây à? Lên đây hay là lên đâu? Đấy, tan nát rồi đó. Nhanh, bọn này di chuyển nhanh nhanh cái này. Ôi à, xe bắn tên này. Còn quân à? Còn quân à? Chạy cực nhanh luôn. Lại ra đây à? À, có thanh niên xông lên đây này. Xong xong nốt khẩu pháo rồi. Thế chứ, hợp quân với La Mã đánh hay hẳn. Thôi rồi. Nó sẽ bị quẩn. Tầm xa của nó thì ở hướng đằng kia, trong khi mà cận chiến của nó sẽ đang ra đây rồi. Rút ra đã. Nó lại bị khu định cư của chúng chỉ là đống đổ nát à? À, lại dụ cho nó ra đây tiếp. Bộ binh của nó cứ bị tản mát như này là chết. Rồi ăn luôn. Mấy ông La Mã thì không chịu đánh nhau gì cả. Hai khẩu xe bắn đá này bắn hết đá rồi đúng không? Chạy ra góc mắt rồi. Rồi lại rút ra đi. Nó đánh cho chết. Rõ ràng mình chuyển sang đoạn này rồi mà tại sao nó không được vậy? Kìa. Ở đâu chui ra mấy thằng không tên này? Chuẩn bị. Nó cứ chạy quanh quẩn này. Just fired all of its ammunition. Dùng hết đạn dược rồi kìa. Bắn hết tên rồi.
Đây còn đội cung tên này. Chia ra. Quay bắt hết bọn cung tên trước đã. Úi dồi, ném quả lao chết cơ số ấy. Bắt đầu, sao vậy? Thôi bọn này về đây. Bắt sớm nó, ok kìa. Để áp sát nhanh. The enemy has found our concealed units. Hết tên rồi. Thôi xạ kỵ hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ đến lượt của xúc kỵ. Dụ chúng nó vào thành. Về thành đi. Ôi quân nó đông lắm. Ăn từng bọn một thôi. Chứ để mấy cái thằng La Mã nó đứng chơi à? Rồi, mấy ông lên La Mã rồi, ra đây đánh nhau đây. Lúc chịu đánh nhau. Mình làm hết nhiệm vụ. Đây. Ui xời, đây rồi. Chiến đây. Có quân, vác quân như thế chủ công phải đánh nhau. Đây này. Kinh quá nhỉ, đúng không? Nó cũng không công là cái quái nào nhỉ? Bọn này kiểu gì đấy? Hai bên ngắm nhau à? Ôi, thằng La Mã này lên đây. Đấy kiểu này hết giờ à? Mình không công ở chỗ này, chỗ nó quá đông. Phỉ thật mấy thằng La Mã này. Đứng nhìn nhau, mãi trưởng. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Nó có đến không nhỉ? Nó đi đâu ấy nhỉ?
đuổi nhau thế này. Chết thật. Đồng minh kiểu này. Mình đánh nhau thì ông giúp trong nhà ông ngủ. Ờ, phải chưa thật. Ăn nó đi. Ok. làm trận đi cho nó tức bừng khói lửa lên sao nào. Đang tiến tới rồi. Ừ, đang tiến tới đấy, chuẩn bị rồi. Nên giáp lá cà vắt là được. Rồi, ăn đây. Làm mã mà, sợ cho nó. Đây này, bộ binh hạng nặng đấy chứ. Tướng quân nó tử trận, tinh thần chiến đấu lúc này, ôi giời ơi. Dựng Testudo lên, bọn điên này. À, lên rồi, lên. Hay rồi. Ôi, chúng nó đánh rồi. Lên. Giúp đồng minh. Áp sát đi đã. Đừng mất tinh thần nhanh quá. Cứ áp sát đi, anh sốc cho chúng nó chậm. Mày cứ áp sát đi là được. Rồi. Đứng nát nhanh quá. Ôi, chưa gì đã bỏ chạy hết lượt rồi. Ôi, mấy ông La Mã này kiểu gì ấy. Mẹ nó, đồng minh ta bị đánh ta tác à. Rồi. Sắp thẳng mặt vào cho anh. À thôi, chạy ra đây. Rồi, ra đây. Chuẩn bị. Tản cho nó ra đã. Tản cho nó ra. Vãi cả cái thằng đồng minh. Như lợn. La Mã gì mà vừa xông vào phát nó chạy. Dễ kèm. Rồi, rút ra. Đánh cho trời cho hết giờ mới coi như mình thua nhưng mà mình không mất quân. Mà phá nát quân nó. Đội này gia nhập team này đi. Chả dám đuổi mình. Ôi, nặng lắm. Cái này mới sốc bị này. Nó mình mắc âu. Bây giờ hết giờ thôi.
quân chết đấy. Dù sao thì mình cũng loại bỏ được đến gần một nửa quân của nó rồi. Đi tập trung như này thì chỉ có pháo mới chơi được. Nên pháo thì mình bắn hết mất đạn rồi. Chả có cách nào, ít pháo quá. Bắn thế thôi, có hai khẩu ấy, nhiều làm sao được. Đông quá. Mình mới loại được, có loại bỏ được một team của nó thôi. Nhưng nếu đánh trận nữa là nó không còn cung tên nữa thì mình lại chơi được. Mấy ông đồng minh của mình chán quá, vừa áp sát phát chạy hết vãi cả làm ạ. À, xông lên kìa. Leo lên núi nhất. Lại rút xuống. Cười bọn này quá nhỉ. Nó cũng dám đánh mình. Như chơi trò vờn nhau này cho hết giờ. Mình không phải chủ công, mình chỉ là thằng phòng ngự thôi. Chủ công là thằng La Mã thôi. Nó không tỏa đâu, nó khôn thế. Quân nó cứ tập trung này. Làm sao mình ăn được đó. Ra đây cho nó mỏi chân, nó tự tin thế này thì làm sao ăn được. Uầy. Nó vẫn đang tự tin như này thì ăn làm sao được. Cái thành nhỏ này thì không thể chiếm điểm thành để mà kết thúc trận đánh được. Đi đâu? Đuổi sao được mấy con ngựa đấy? Mà đuổi. Lại di chuyển sang đây. Cho nó mỏi chân chết. Hỗ trợ quân đoàn. Úi dồi. Đuổi đấy. Chưa hết giờ à? Ai ơi. Đông quá. Đánh thì đánh được nhưng mà lại thiệt hại quân của mình. Chưa vào rừng nó lại không nhìn thấy đâu.
căng. Rồi. Trời hết giờ vậy. Đến xem nào, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nó chỉ còn một đạo thôi. Như vậy là nó chết mất một đạo rồi. Lại rút về thành. Mấy thằng La Mã mà nó không bỏ chạy thì có phải tốt không? Bỏ chạy nhanh quá. Mấy La Mã rất chán đời, chi đã bỏ chạy. Và nếu không mình sốc cho nó vài phát là nó chết mà. Nó đi tập trung như này thì ăn vào mít à. Đập lắm, ngoan được. Chia được một nửa rồi nhưng mà vẫn đông. Ví dụ như thế này là mình hoàn toàn có thể đánh được nó này. Vững vàng cơ mà. Thế thì làm sao mà sốc được nó. Hết giờ. Wow. Lần đầu tiên trong lịch sử mình đánh một trận mà nó có ghi chữ hòa đấy. Ngài đã chiến đấu đến thế cân bằng, kết quả là một trận hòa, danh dự các bên đều được bảo toàn. Ô. Mất khá nhiều quân. Sao mất pháo? Vô lý thế. Mình có bị làm sao đâu mà lại mất pháo nhỉ? Ai da. Wow.
Hoa lại mất khẩu pháo mình. Lấy vợ. Phòng thủ cận chiến. Thôi được, cho nó lấy vợ. For the gods. Ready for action. At them. Nó thích chết à. We cannot. Cái thành này của nó còn quân không? Sao đông thế? Warriors all. Ready for action. Ôi. Hỏng được cả lều trại của mình rồi. Trận này kỳ cục nhỉ. Hoa cái kiểu mẹ gì mà như này. We take this settlement for the try. For the try. Gods be praised. Excitement. Kill. Bow back. Từ đó nhá. Warriors all. Thành này của nó. Sao tự động chui ra mấy thằng cung thủ mạnh thế nhở? Nó mới xây thêm công trình nhở? Tập chết đấy, bị chết gần hết rồi cơ mà. Ready for action. For the tribe. Let them cover. We take this settlement for the try. Roar! For the gods. Yeah! Lay siege to their hovels. Đánh đốt cả đội quân tiếp viện này của nó nữa đúng không? None will escape. Khó khăn nhỉ, mình chưa biết nó đánh kiểu gì. Blood and iron. Bây giờ mới là khó này. Sword of my people. To battle. Tôi đã giải quyết chỗ này đã. Giải quyết chỗ này đã. Kéo quân chủ lực của nó lên đây hết rồi. Có nghĩa là mình cứ đánh ở trên này được là được. Ây da, đây chưa bao giờ mình thấy có cái trận nó buồn cười này. Nhưng mà kết quả hòa kiểu khỉ gì mà mình rõ ràng mình không mất cái xe bắn đá nào mà nó lại báo mình mất. Mình có đánh mất cái xe nào đâu. Sát thương cho kỵ binh, phí duy trì kỵ binh này. Đấy. Tốc độ di chuyển. Rồi. Yes, what? Dark shadows loom. It is done. The ravens come. It's just a flesh wound. Ready for action. Mấy thanh niên lại có di chuyển tới nhỉ? Ai xa. Tốt rồi. Chạy hết xuống đây.
chết. Ám sát được thằng tướng mà nó là ngọt à. Giết từng thằng một. Địa hình thảo nguyên. Xem địa hình. Khu này trống. Cho bộ binh của mình xông lên. Không nên phòng thủ. Không nên đứng phòng thủ. Ngựa của nó coi như phế. Lính tầm xa của nó coi như không. Được. Chuyện này thì được. Úi dồi ôi. Đánh nhau dưới trời tuyết thế này. Xoay bắn đá thì đứng ở yên một chỗ, nhưng còn lính thì sẽ cho lên. Chết mất quân đi. Lão đây này. Mấy con ngựa của nó thì thấm gì. Tầm xa của nó sang bên phía kia. Thế thì phía bên này không có thằng bảo vệ. Lão được cái tên này. Con ngựa là liều. Bắn vào thằng siêu cho anh. Còn có một con ngựa mà nó đuổi A thế. Cho đuổi xe đá mình à? Chạy. Ra là
Shadows! Xong. Chín lần giáo binh bắt đầu thằng kêu nó chết đi. Úi xồi. Mình này ăn thôi gì. Ôi giời. Đuổi pháo mình. Bọn điên. Their general is dead. A lethal blow. Tướng địch đã chết. Tướng địch đã chết à? Ăn luôn. Mày thì chết à? Rồi. Dám đánh nhau Chosen Warriors. Ủa ta ta à? Sao à? Ui, xe bắn đá của mình. Quân mình chẳng có mà đánh nó được xe bắn đá của anh. Mày liều có tổ chức. Diệt được thêm một quân đoàn nữa của nó. Khả năng là rút lui chiến thuật về đây ạ. How can I help? Ready for action. Thằng này mới cấp 2 mà xảo quyệt các thứ nó cao thế nhỉ? Thanh niên này vấn đề thanh niên này ai bảo vệ đây? Come, sit, share my fire. Ten gray guys my steps. Không bị mất máu. Thirsty for battle. Chết nhỉ, âm 65 linh thực. Thirsty for battle. Nó không còn quân tiếp viện đâu. Cố lên anh em. Giết thằng này nữa là ổn đấy. Thằng này thì không sợ đâu. Giết được thằng này này là ổn. Warriors all. Giết. Xe địa hình. Được. Đừng rừng rú nhiều là được. À, có ngựa. Giết con ngựa trước. Sao toàn sương mù này? Ôi giời ơi. À, có hai đội lính cầm giáo. Vệ binh ở đó đứng thế nào? Cái này ạ. Đội gắn kết chặn sát thương tầm xa. Cộng 35 điểm tấn công chống voi chống kỵ binh. Nó có cái mạnh thế. Warriors group.
ready! Căng căng căng, đang về sau cái đánh căng căng. Trông nó có vẻ đơn giản nhỉ, áo giáp bình thường quá nhỉ. Vậy lính đời cuối mới lạ. Tiến nhanh lên sao nào. The enemy approaches. Không có test tu đồ khó chơi thật. Rồi phá lổ như này làm nó không tấn công được, nó không quẩy đá được, đỡ cho. Lính Ski nó sợ đấy, lính Ski không có sợ. Quên không gặp được hình rồi. Ấy giờ loại luôn đội kỵ binh của nó rồi. Không thể di chuyển. Nếu chuyển sang cái đội hình đấy thì lại không thể di chuyển. Lạ tên là chúng nó cho anh. Sao vẫn còn con ngựa đây? Sao vẫn còn con ngựa đây? Sao vẫn còn con ngựa đây? The battle is turning in our favor. Kiri!
rồi. Quay cho nó lại. Ai chà, tôi đã hết rồi. Xong. Thử thay đổi chiến thuật tác chiến bộ binh gì nhỉ? À rồi, xong. Xong, xong con ong. Chết. Rồi, kết thúc trận này. Lính nó chất quá. Mày 1%. Ready for action. On our way. Thirsty for battle. Thấy như này. Thẩm quyền. Khỏi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.